Chào anh. Chào mến. Dạ, anh sao vậy? Em biết chị không? Dạ, anh biết chị cảm thấp hơn em. Cảm ơn em. Hôm nay chị may mắn lắm vì chị được trò chuyện với bác sĩ Tú Dung. Sáng giờ bác nhắc đến em quá trời. Dạ. Bác Dung rất là thương em á mến. Dạ. Cảm giác của em ngày hôm nay thế nào? Trong mình em rất là khỏe luôn. Ổn định. À, vui, lo lắng có thể được cắt một phần da trên khuôn mặt của em này. Em vui lắm. Hiện tại là Mến có ăn uống được gì chưa bác ơi, hay là vẫn còn hậu phẫu? Mến ăn bình thường rồi. Ăn bình thường rồi. Cái nó ngoài đồ A tử luôn. Trời ơi. Uống rất là ngon. Hồi trước là em ăn nó khó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Còn giấc ngủ hồi trước thì ngủ ngồi. Ngủ ngồi đúng rồi. Còn bây giờ hiện tại? Giờ là anh nằm như ngủ người bình thường rồi. Trời mừng quá. Em cảm thấy kỳ tích này đối với mình như thế nào? Nó là như là trống ngơ vậy đó chị. Anh nghĩ nó là như là trống ngơ đối với anh thôi. Chứ thật sự là không có dám nghĩ là cuộc đời của anh sau này sẽ được như thế này đó. Anh chỉ là anh mỗi khi là anh suy nghĩ anh mơ, anh tưởng tượng ngày sau này nếu như có một người nào đó giúp mình trở lại khuôn mặt bình thường á, chắc mình mừng lắm. Nhưng mà chỉ là chỉ suy nghĩ với ngơ thôi. Nhưng mà không ngờ có suy nghĩ đó, giấc ngơ đó, anh mơ nó sẽ trở thật lo như. Nhưng mà thực ra con đường này vẫn còn rất là dài, nhiều khó khăn. Chắc cũng còn vài lần phẫu thuật nữa hả bác? Dạ, còn 3 lần phẫu thuật nữa. Dạ. Nhưng mà những ca sau nó sẽ... nhẹ hơn. Cái lần đầu tiên là khó nhất là mình giải quyết được gần như triệt để thôi. Thì với ai là bây giờ mổ sau một tuần thì cũng sưng cũng phù này lắm. Chứ cái này khoảng một tuần sau nó sẽ rất là nhiều. Nó nhỏ lại. Sau khi nhỏ lại khoảng 4 đến 6 tuần mình điều trị tiếp những thuốc đặc biệt ấy, tiếp tục nhỏ. Rồi lúc đó phẫu thuật sẽ dễ hơn nhiều. Bây giờ Thanh Vân thấy là nó vẫn còn sưng đó. Mình tách toàn bộ cái mặt xong sưng được. Cả tách từ đây nè, xuống đây hết này hết, nó phải sưng. Cho nên mình thấy nó vậy chứ thực ra sau một thời kỳ khoảng vài 4 tuần nó chắc phải ổn. Rồi phẫu thuật lần 2 đó. Rồi hôm nay chị Thanh Vân tới thăm em nha. Chúc em là sức khỏe nha. Cứ tin tưởng đi, mọi thứ thành công. Anh rất kính trọng em là biết sao không? Kính nể luôn là sao? Sự quyết tâm em là tuyệt vời. Khát khao quyết tâm. Mình biết sao điều đó quan trọng lắm. Tại vì nếu như mà em sợ hãi hay là em không đủ quyết tâm thì bác sĩ cũng không thể giúp em được. Nhưng mà may mắn là em có điều đó. Thực ra cái đó là đã là điều hơn người rồi đó em. Nên là thôi Mến cố gắng. Chị cũng mong rằng là sẽ còn được gặp Mến nữa. Dạ, cảm ơn chị. Để những lần sau mà gặp á, mà sau những ca phẫu thuật sau rồi á, mọi thứ nó sẽ khác hơn nữa. Và một gương mặt mới, một cuộc sống mới sẽ đến với em. Em cố gắng lên. Dạ, cảm ơn chị. Hiện là chỉ có các y tá bệnh viện JW chăm sóc em hả? Dạ đúng rồi. Là chắc mọi người chăm sóc rất là tốt. Dạ, cho nên là nhìn em rất là tươi. Chị không ngờ đẹp thôi. Đây cũng là một bình luận có giá trị tích cực với Vân. Anh nói thật, nhìn chị giống hòa đẹp hơn trên TV nhiều lắm. Ồ. Bao nhiêu anh cứ coi chương trình trong ngõ trong ai coi chị mấy ngồi trước đó. Ồ. Nên anh ngóc cái chương trình chị ký ức vui vẻ đó. Ừ. Chị cảm ơn theo dõi hết kỹ ấp Thanh Vân nổi tiếng luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Thật ra so với em, sự nỗ lực của chị nó xíu xiu. Em là một trường hợp rất là đặc biệt và chị mong em sẽ có được một gương mặt mới. Bởi vì đúng như tên chương trình mà chị đang tham gia nè, nhan sắc mới là một sự khởi đầu mới. Em cố gắng lên và chúc em mọi sự tốt lành. Dạ, anh cảm ơn chị. Cố gắng nhé, cảm ơn Mến, nghỉ ngơi nhé. Như vậy là hôm nay Ốc đã được trò chuyện với bác sĩ Tú Dung về trường hợp của anh Mến. Và mong rằng là câu chuyện giá trị này sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người để chúng ta tin vào những điều đẹp đẽ. Và những trường hợp đặc biệt giống như anh Mến thì sẽ có cơ hội thay đổi để các bạn sẽ có một cuộc đời mới. Cảm ơn bác sĩ Tú Dung rất là nhiều vì ngày hôm nay ạ. Thật sự thì hôm nay thì rất là vui là Mến đó, đã cải thiện rất là tốt đúng không? Sức khỏe cũng như ấp Thanh Vân dành thời gian tới đây là truyền một cái động lực cho anh Mến này, cho tất cả những người mà có cái kém may mắn về ngoại hình đó. Mình nghĩ là Thanh Vân thì ai cũng biết rồi đúng không? Bạn rất là nhiệt huyết, có một năng lượng rất là tốt. Mà cái năng lượng đó thì mình nghĩ là rất quan trọng để chúng ta thành công.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Tú Dung một lần nữa và xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành trong câu chuyện ngày hôm nay.